Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý. Tuyến vận tải khách thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc và thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam đã được vận hành chính thức qua lối thông quan cầu Bắc Luân 2 sau 3 tháng khởi động. Hoạt động hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân đang đóng góp đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh Hải Dương. Lực lượng chức năng và ban quản lý các chợ siêu thị của tỉnh Lạng Sơn chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy nhằm giảm thiểu nguy cơ. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 tháng khởi động, từ ngày 3 tháng 9, tuyến vận tải khách thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc và thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam đã được vận hành chính thức qua lối thông quan cầu Bắc Luân 2. Tuyến vận tải khách giữa Nam Ninh và Hạ Long qua cửa khẩu Bắc Luân 2, thành phố Móng Cái do công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải tập đoàn Tuyến Quốc gia Mới, Trung Quốc phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn hữu nghị Việt Trung Toàn cầu, Việt Nam thực hiện. Theo đó, hành trình vận tải khách từ thành phố Nam Ninh sẽ khởi hành từ ga Phong Lĩnh lúc 9 giờ giờ Trung Quốc đến bến xe Bãi Cháy, thành phố Hạ Long lúc 14 giờ 30 phút vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, tần suất một chuyến một ngày. Chiều ngược lại, từ Hạ Long đi Nam Ninh khởi hành từ bến xe Bãi Cháy lúc 10 giờ 30 phút các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật cùng tần suất một chuyến một ngày. Xe về đến ga Phong Lĩnh Nam Ninh lúc 16 giờ 30 phút giờ Trung Quốc. Nam Ninh nó là một trong những thành phố trung chuyển của cửa ngõ của Quảng Tây, và Hạ Long thì lại là một điểm đến du lịch. Cái sự thuận tiện cho hành khách thì bây giờ họ chỉ cần thời gian là 5 tiếng là có thể từ Nam Ninh đã có thể đến với Hạ Long được rồi. Thì đấy là một sự thúc đẩy cho bản thân công ty và du lịch Hạ Long. Công ty rất hy vọng là với cái tần suất một tuần 3 chuyến từ Nam Ninh đến bến xe Bãi Cháy và 3 chuyến từ Bãi Cháy đến Nam Ninh sẽ tạo ra một cái sự đối ứng hai chiều về hành khách, đặc biệt là khách Trung Quốc đến với Hạ Long, và trong tương lai gần thì sẽ là khách du lịch Việt Nam đi đến Nam Ninh trong những lịch trình 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm và 4 ngày 3 đêm. Tôi thấy chuyến hành trình rất thú vị, chỉ mất khoảng 4 đến 5 tiếng di chuyển bằng ô tô. Tôi đã từ Nam Ninh đến Hạ Long và ngược lại. Thời gian di chuyển nhanh giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm tại Hạ Long. Căn cứ các quy định quản lý xuất nhập cảnh, các đơn vị lực lượng khối cửa khẩu tại cửa khẩu Bắc Luân 2 cũng đã chủ động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh, song song với việc duy trì việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với người và phương tiện xuất nhập cảnh theo quy định. Hướng dẫn cho doanh nghiệp đăng ký các thủ tục nhanh chóng và thuận tiện nhất, cũng như là bên cạnh đó thì cũng kiểm soát chặt chẽ đúng quy định theo quy trình của các lực lượng, để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện và hành lý của hành khách trên phương tiện vận tải, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và cũng đúng với cái hiệp định vận tải đường bộ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Việc thực hiện vận chuyển bằng phương tiện vận tải hành khách giữa hai thành phố Nam Ninh, Trung Quốc và Hạ Long, Việt Nam sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của du khách đến với thành phố Hạ Long nhằm phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh. Qua đó cũng nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa Quảng Ninh và Quảng Tây trong thời gian qua, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương nói riêng và hai nước nói chung. 8 giờ sáng nay, ngày 5 tháng 9, đồng loạt các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Gần 359.000 trẻ mầm non và học sinh các cấp học sẽ chính thức bước vào năm học 2024-2025. Lễ khai giảng được yêu cầu đảm bảo trang trọng, ngắn gọn, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương, đơn vị, tạo không khí vui tươi phấn khởi, hướng đến học sinh và thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Trước thềm năm học mới, toàn tỉnh có thêm 10 trường được đầu tư theo tiêu chí chất lượng cao, hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt yêu cầu dạy học, kéo gần khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền. Hiện tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh đạt 90,5%, cao hơn trung bình cả nước. Năm học 2024-2025 bắt đầu thực hiện đồng bộ chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở tất cả các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Đây cũng là năm học đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ được ngành giáo dục Quảng Ninh đặc biệt quan tâm, đảm bảo khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
Tại tỉnh Hải Dương, hoạt động hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân đã và đang đóng góp đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống của hội viên nông dân. Các lớp học nghề chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi thả thủy sản những năm qua của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tổ chức tại các địa phương luôn thu hút đông đảo hội viên đăng ký tham gia. Với phương pháp cầm tay chỉ việc, khoảng 70-80% tổng thời gian tham gia khóa học, các học viên được học trực tiếp tại mô hình cụ thể. Các ao nuôi thả thủy sản hoặc ruộng vườn của học viên được trưng dụng làm giáo cụ học tập trực quan, tạo cơ hội để người học được gắn lý thuyết với thực hành. Hiện nay, thời tiết rồi môi trường nó rất khốc liệt. Thế thì chúng tôi buộc là phải áp dụng theo những bài giảng, những tài liệu của các kỹ sư cũng như là cán bộ của trung tâm. Ví dụ như là cải tạo nguồn nước, thế rồi phòng bệnh khi cá bị lâm bệnh, thế rồi khắc phục về nhiệt độ thời tiết là chúng tôi đều áp dụng theo bài giảng của kỹ sư cũng như là cán bộ giảng viên của trung tâm. Đến nay, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức được gần 630 lớp nghề cho hơn 21.000 lao động nông thôn, trong đó có 512 lớp nghề nông nghiệp với hơn 17.500 học viên tham dự và 110 lớp nghề phi nông nghiệp với gần 3.700 học viên tham dự. Các lớp đào tạo nghề nông nghiệp đã giúp nhiều hộ hội viên nông dân có kiến thức, áp dụng kỹ năng nghề nghiệp vào thực tiễn sản xuất, nâng cao thu nhập. Trên cơ sở cái tập huấn khoa học kỹ thuật của các cấp, trong đó có Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông dân tỉnh, thì cũng đã làm thay đổi cái cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Và từ đó thì cùng với việc phát huy những cái thế mạnh đặc hữu về dươi cấy của 7 xã trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, thì những cái xã còn lại cũng đã phát huy về nuôi trồng thủy sản và đưa những cái cây con mới vào trong sản xuất nông nghiệp và góp phần thay đổi cái tư duy cũng như là cái hướng trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Để nâng cao chất lượng dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Hải Dương thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trình độ tiếp nhận của nông dân. Tài liệu phục vụ giảng dạy được lựa chọn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, áp dụng dạy song hành giữa lý thuyết với thực hành, giúp học viên nâng cao tay nghề. Tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình giáo trình cũng như là các cái nội dung tập huấn, đa dạng hóa các cái địa điểm về tổ chức các lớp tập huấn cũng như là đổi mới, tăng cường cái thời lượng thực hành và tập trung trong việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số thông qua các cái bài giảng trình chiếu để cho hội viên nông dân cũng như là lao động nông thôn dễ tiếp cận nắm bắt các kiến thức về khoa học kỹ thuật. Được học nghề, nắm bắt được khoa học kỹ thuật, đó là những yếu tố quan trọng để các hội viên nông dân vững tâm đầu tư vào sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 768 cơ sở thuộc lĩnh vực xăng dầu, dầu khí. Đây là các cơ sở kinh doanh có điều kiện bởi nguy cơ cháy nổ cao, gây thiệt hại nghiêm trọng nếu để xảy ra sự cố. Tại Quảng Ninh, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình này luôn được đặt lên hàng đầu, nhất là trong quá trình sử dụng điện phục vụ sản xuất kinh doanh. Các cửa hàng bán lẻ ga, xăng dầu trên địa bàn tỉnh hầu hết có vị trí ở giữa khu dân cư. Vì thế, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là an toàn điện, luôn được chú trọng. Bên cạnh các biển báo cấm, điều lệnh, thông báo, nội quy phòng cháy chữa cháy ở những nơi dễ thấy, dễ đọc, các bình chữa cháy đã được trang bị theo quy định, hệ thống điện thường xuyên được kiểm tra, kịp thời khắc phục, đảm bảo không xảy ra hiện tượng mất an toàn điện. Những cái cột xăng dầu thì đều có những vị trí để các bình cứu hỏa, các phương tiện chữa cháy. Như ở cửa hàng 48 thì có 11 vị trí cơ. Đấy thì là khi xảy ra, nếu trong trường hợp mà xảy ra thì nhân viên bán hàng thì đã hàng năm thì đã được thực tập các tình huống, tập huấn về các nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và họ sẽ nhanh chóng và sẽ sử dụng những cái biện pháp để chữa cháy ban đầu. Cửa hàng chúng tôi là có trữ lượng
tồn chứa là dưới 70 cân. Chúng tôi thì theo quy định của nhà nước và cũng như quy định của công ty là rất là chặt chẽ về vấn đề là kinh doanh ga, là tuyệt đối là không có cái vấn đề san chiết, nhất là san chiết bình ga mini tại các hộ kinh doanh. Cái điều này chúng tôi luôn luôn là phải đảm bảo và tuân thủ. Toàn tỉnh hiện có 207 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động cả trên bộ và trên biển, 5 cơ sở chiết nạp và 529 cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Các cơ sở này hầu hết đều tiêu thụ lượng điện lớn, phục vụ sản xuất kinh doanh, nguy cơ cháy nổ cao. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Điện lực Quảng Ninh tăng cường tuyên truyền, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cơ sở về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là trong quá trình sử dụng điện, phục vụ sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, lực lượng công an thường xuyên kiểm tra nắm tình hình, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm. Trong quá trình sản xuất, nếu để khí ga rò rỉ môi trường thì hậu quả của nó sẽ rất là nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn coi trọng công tác phòng chống cháy nổ là cực kỳ thiết yếu. Khi xảy ra sự cố, chúng tôi ngay lập tức sẽ dừng sản xuất để triển khai ngay phương án phòng cháy cháy, tránh xảy ra cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình kiểm tra thì cũng tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm mà trong quá trình kiểm tra có phát hiện. Đồng thời này, sau khi mà sau các cái công tác kiểm tra và xử lý vi phạm đó thì phòng cũng tập trung về việc hướng dẫn, chỉ đạo đối với lại các cái cơ sở để cho các cái cơ sở có cái để khắc phục các cái tồn tại và các cái vi phạm ngay sau khi mà cái quá trình kiểm tra. Từ đầu năm đến nay, 100% cơ sở thuộc lĩnh vực xăng dầu, dầu khí trên địa bàn tỉnh đã được kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua đó, lực lượng công an đã hướng dẫn, kiến nghị 2.438 nội dung còn tồn tại, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp. Toàn tỉnh không xảy ra các sự cố cháy nổ liên quan đến các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí đốt, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn. Các chợ siêu thị cũng là nơi có lượng hàng hóa lớn, tập trung đông người, có những thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng và ban quản lý các chợ siêu thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có 6 chợ với quy mô lớn, trong đó có 2 chợ loại 1 với trên 400 điểm kinh doanh và 2 chợ loại 2 từ 200 đến 400 điểm kinh doanh. Để đề phòng hỏa hoạn, ban quản lý các chợ đã chủ động xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy với sự phân công cụ thể đối với từng thành viên. Từ đầu năm đến nay, 100% các chợ đã tiến hành thực tập ứng phó tình huống khi xảy ra cháy nổ. Phòng cháy chữa cháy ở cái chợ rất là tốt, quy củ nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng thì cũng vẫn được anh em ở bảo vệ nhắc nhở rất là chu đáo này, rồi thì cái công tác của bảo vệ, của quản lý chợ ấy là làm rất là bài bản. Nhắc nhở anh em từng ly từng tí trong cái việc mà phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản cho bà con rất là tốt. Thì bọn mình cũng có, bọn tôi cũng có ý thức trong cái chuyện bảo vệ tài sản của mình cũng như là của chung, làm cho được tốt nhất. Về công tác của tổ bảo vệ chợ Long Kinh, hàng quý, hàng tháng luôn được đôn đốc và đi kiểm tra thường xuyên các hộ kinh doanh cũng như các thiết bị bình bột chữa cháy, hệ thống chữa cháy của chợ luôn luôn đảm bảo. Công tác an ninh phòng cháy chữa cháy của chợ luôn luôn đảm bảo và không để xảy ra một vụ việc cháy nổ nào trong chợ. Cùng với thực tập các phương án phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng đã phối hợp với ban quản lý các chợ và các trung tâm thương mại xây dựng nội dung bản tin để tuyên truyền qua hệ thống loa, tổ chức kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các chợ, đồng thời tuyên truyền giám sát việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các hộ kinh doanh trong khu vực chợ, giúp người dân nắm rõ quy trình thực hiện các nội dung trong phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ cũng đã có những cái tuyên truyền thông qua mã QR, tích hợp là những thước phim, tờ rơi, infographic cũng như là tài liệu bằng âm thanh và tài liệu chữ đối với các ban quản lý chợ phải thường xuyên duy trì các cái điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ, và đặc biệt là các cái hệ thống phương tiện phòng cháy chữa cháy đã được trang bị
cần phải thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì và duy trì khả năng hoạt động tốt của các hệ thống này, cũng như là bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Và đặc biệt lưu ý đối với các hộ kinh doanh trong quá trình mua bán thì cũng thường xuyên là lưu ý tới các cái điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, luôn chuẩn bị sẵn sàng các cái phương án cũng như chuẩn bị sẵn lực lượng phương tiện để khi có tình huống là có thể xử lý ngay. Để phòng tránh nguy cơ hỏa hoạn tại các khu vực chợ, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn của lực lượng chức năng, người dân và các tiểu thương kinh doanh trong chợ không nên chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, góp phần giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại do cháy gây ra. Chưa đầy nửa tháng nữa, lễ hội chợ châu Đồ Sơn Hải Phòng sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, không khí luyện tập cho các châu chọi tham gia thi đấu đang rất sôi nổi. Theo ghi chép cổ, lễ hội chợ châu Đồ Sơn có từ thế kỷ thứ 17. Năm 2012, lễ hội được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Châu chọi tham gia lễ hội chợ truyền thống ở Đồ Sơn được chăm sóc, bồi bổ và tập luyện vô cùng công phu. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với Hải Phòng để khám phá những bí quyết nghề luyện châu chọi Đồ Sơn của người dân nơi đây. Thì công nhất là năm 2023 là anh mua ông châu số 03 là từ Thái Lan về. Người Đồ Sơn nó có một câu mà rất là chính xác là khỏe thì đẻ ra đoàn, có nghĩa là con châu khỏe thì nó sẽ đánh nhiều đoàn thế khác nhau. Những ông châu đấy là những ông châu bí ẩn, nhưng không phải là nhận định là được, nhận định chưa chắc là đã là được vô địch. Đó chính là nét hấp dẫn và kịch tính của lễ hội chợ châu Đồ Sơn. Người Đồ Sơn gọi châu chọi là các ông châu. Vậy làm thế nào để có được ông châu khỏe nhất, sùng mãn nhất? Khoảng cơ ngày từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 thì hầu như tất cả các ông chủ châu ở đây sẽ đi vào các tỉnh, thậm chí là các tỉnh miền Tây, rồi vào trong miền Trung như ở Nghệ An, hoặc có một số các chủ châu sang nước ngoài như kiểu Thái Lan hoặc là Myanmar, Campuchia thì để lựa chọn những ông châu đủ tiêu chuẩn để mang về tham gia lễ hội. Sau khi chọn được một ông châu ưng ý, tiếp theo sẽ là cả một năm dài chăm sóc tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Chế độ ăn uống của các ông châu thì mỗi nhà một bí quyết, nhưng điểm chung là luôn đảm bảo chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ dinh dưỡng nhất có thể. Cho ăn những như cỏ, này, mía, này, rồi là những độ khoai, mật ong, phụ gia có mật ong, mật gấu. Trứng gà có tùy của ông châu, có những ông châu thì lại không ăn khoai, có những ông châu không ăn ngô, cho nên là cái quá trình nó cũng rất là công phu. Rồi xong rồi là rồi nó còn đến mùa đông rồi mùa hè này. Cái mùa hè này nó nhiều cỏ không nói, là mùa đông còn phải đi tận rất là xa rồi cắt cỏ rồi chăm sóc. Có khỏe mới đẻ ra đòn, người Đồ Sơn truyền tai nhau câu nói này. Vì vậy, ngoài chế độ ăn uống, các ông châu tham gia lễ hội còn trải qua quá trình luyện tập bền bỉ để có sức khỏe dẻo dai. Thì luyện tập thì có nhiều cách luyện tập. Người thì cho nội bùn, người thì cho bơi dưới ao, người thì cho kéo như kiểu mình tập như kéo xe đấy, để nó tạo cái thể lực tốt nhất. Đấy, cho nên là cái đấy thì thường thường anh em, 5-6 anh em buổi sáng, 4-5 giờ sáng bắt đầu là tụ tập tập châu. Rồi tầm 30 phút, rồi 40 phút, rồi 50 phút, rồi hơn một tiếng. Khoảng một tháng trước khi lễ hội chọi châu chính thức diễn ra, các ông châu được cho ra sân để làm quen với tiếng trống hội, tiếng hò reo như thế này. Thi đấu đấy là rất là đông, khoảng 2 vạn khán giả, lại cùng với lại trống cờ nữa. Đấy, nên là ông châu phải được tập luyện hàng ngày để quen cái không khí đấy. Nên khi vào thi đấu đấy, thì ông châu sẽ không bị hoảng loạn, mà tại vì là thi đấu giữa một cái sân vận động rất là đông khán giả như thế, và âm thanh rất là náo nhiệt, nên là bản thân ông châu là phải bình tĩnh để thi đấu thì mới đạt được kết quả cao. Với những ông châu khỏe mạnh và sung sức nhất, năm nào lễ hội chọi châu Đồ Sơn cũng thu hút và hấp dẫn hàng vạn người xem vì những đòn đánh hay, bất ngờ và kịch tính của các ông châu. Và với người Đồ Sơn, niềm đam mê chăm châu chọi và lễ hội truyền thống đã ngấm sâu vào từng mạch máu. Phần cuối của chương trình là tin bão số 3, cơn bão quốc tế Yagi. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, vào hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 550 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15.
tức là từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Khoảng từ trưa chiều ngày 6 tháng 9, bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Ninh, gây gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển Cô Tô, đảo Trần và các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn. Gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 12, giật cấp 13, biển động dữ dội. Từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển của tỉnh Quảng Ninh, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, biển động dữ dội. Từ đêm ngày 6 đến ngày 8 tháng 9, toàn tỉnh sẽ có mưa to đến rất to. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như là tố lốc, gió giật mạnh. Mưa lớn có thể sẽ gây lũ quét trên các sông suối đập tràn, ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt là các công trình giao thông đang thi công và các bãi đổ thải than. Và tới đây bản tin Chuyển động Đông Bắc sáng nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.